Tập 58. Người một nhà có chuyện khó khăn gì, cứ việc đem ra nói thẳng, để rồi cùng nhau giải quyết vấn đề, đúng không? Thái hậu nương nương, hôm nay chuyện mà hội nghị nghị chính muốn nhắc tới có liên quan tới việc phế Đức Phi. Vì này khiến hoàng thượng không được vui, cho nên hội nghị nghị chính cần phải cung thỉnh đích thân Thái hậu nương nương tới làm chủ. Giảng thân Dương đã quá đề cao Ai Gia rồi. Nếu sự việc nghị bàn đó có chứng cứ xác thực thì hội nghị nghị chính cứ việc theo luật mà quyết định. Ai Gia và hoàng thượng cũng không có quyền phản đối nữa. Vì vậy hôm nay người quyết định được không phải là Ai Gia, thậm chí càng không phải là hoàng thượng. Trịnh Dương gia, Khanh là đại thần đứng đầu hội nghị nghị chính. Ta nghĩ chuyện nghị bàn ngày hôm nay, hội nghị nghị chính chắc cũng đã có kết luận rồi. Khanh cứ việc đem ý của hội nghị nghị chính nói cho hoàng thượng biết. Trước tiên lão thần xin thay mặt hội nghị nghị chính xin được vạn lần cảm tạ sự hết lòng tin tưởng của Thái hậu đối với hội nghị nghị chính chung thần. Hôm nay điều mà hội nghị nghị chính muốn nói tới đó chính là Đức Phi Đổng Tiểu Quyện có mối quan hệ với kẻ thù lớn nhất của nhà Thanh chúng ta là Thiên Địa Hội. Đổng Tiểu Quyện nhập cung thực sự là có mục đích bất chính. Chứng cứ mà chúng ta có được từ Thiên Địa Hội cho thấy Đức Phi đã phạm tội lớn. Khẩn xin hoàng thượng lập tức hạ chỉ truất phế Đức Phi. Trịnh Dương gia, nếu như hoàng thượng vẫn giống như trước đây không đồng ý phế Phi, vậy thì hội nghị nghị chính dự định là sẽ làm gì? Thái hậu nương nương, đây vốn là việc lớn. Các vị đại thần đã nghị bàn, nếu như hoàng thượng vẫn cố chấp giống như trước đây, kiên quyết không phế Phi, thì hội nghị nghị chính sẽ vì tương lai của Giang Sơn nhà Thanh chúng ta, dùng uy quyền hội nghị nghị chính quyết định phế bỏ Đức Phi. Họ không làm khó muội chứ? Tỷ tỷ, Khâu Khâu nói sai lời rồi. Tên xấu xa đế tặc đó đã ép muội phải nói dối. Không được nói chuyện. Đi. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Khâu Khâu. Khâu Khâu, muội đừng sợ. Tỷ tỷ. Nếu nói như vậy là hội nghị nghị chính đã thống nhất ý kiến rồi. Thái hậu nương nương, thần thật sự không mong muốn nhìn thấy sự việc lại đi tới nông nỗi như ngày hôm nay. Nếu mà hoàng thượng không thể đưa ra lý do và chứng cứ đầy đủ chứng minh Đổng Tiểu Quyện là vô tội để thuyết phục hội nghị nghị chính chúng thần, vậy thần đây cũng cùng ý kiến với các đại thần khác. Hoàng thượng, người nghe thấy những lời nói này rồi, nếu vậy người định thuyết phục hội nghị nghị chính ra sao? Trịnh Thân Dương, Khanh nói hội nghị nghị chính có chứng cứ để chứng minh được Đức Phi có tội, vậy thì chứng cứ đâu? Bẩm hoàng thượng, hôm qua Tác đại nhân cùng Giảng Thân Dương thẩm vấn người hầu gái thân cận mà Đức Phi coi như là muội muội ruột thịt, Tống Khấu Khấu. Tống Khấu Khấu đã thừa nhận mình chính là người của Thiên Địa Hội. Khẩu cung của Tống Khấu Khấu đã được ghi chép vào bản án. Khấu Khấu làm sao đã nhìn nhận mình là người của Thiên Địa Hội? Được rồi, cho dù Khấu Khấu là người của Thiên Địa Hội thì chuyện này liên quan gì tới Đức Phi? Chẳng lẽ hội nghị nghị chính dựa vào đây là đã khẳng định Đức Phi cũng là người của Thiên Địa Hội hay sao? Nàng ấy vào cung mục đích là để ra tay giết hại trẫm sao? Hoàng thượng giờ đã biết Khấu Khấu đã là người của Thiên Địa Hội, Đức Phi có liên quan hay không thì việc này cần phải để cho hội nghị nghị chính đích thân tra hỏi. Xin hoàng thượng cho phép. Được. Lưu Quang Tài, có nô tài. Đi mời Đức Phi tới đây ngay. Dạ. Đã có khẩu cung của Khấu Khấu rồi, bổn vương muốn coi thử.
Hoàng thượng còn binh vực đống tiểu quỷ này thế nào đấy? Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương, tham kiến hoàng thượng. Ái phi, bình thân. Tạ hoàng thượng. Đức phi tới rồi. Các vị đại nhân muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi đi. Thần tạ ơn Thái hậu nương nương. Tội của nàng vẫn còn chưa xác thực, ngươi không được vô lễ với nàng. Trẫm yêu cầu ngươi đối với ái phi của trẫm nể trọng một chút. Lúc nãy thần đã thất lễ, thần vì nhà Thanh ta thái độ có hơi nóng nảy, xin hoàng thượng lượng thứ. Tiếp tục đi. Khấu khấu, anh thống lĩnh, anh huynh không gì? Được nói chuyện với nghi phạm, mời huynh về cho. Huynh đệ, tôi chỉ nói một câu thôi, nói xong đi ngay. Được, vậy huynh mau nói đi. Khấu khấu, lúc nãy muội nói, muội nói sai lời, vậy nghĩa là sao? Muội, tên tế đạt đó đúng là xấu xa thậm tệ. Hắn cố tình chửi rủa đại ca của muội liên tục, khích muội nói bậy. Muội đã sập bẫy. Muội đã nói một câu, muội cũng là người của Thiên Điện Hội.
Đó là bởi vì tự bản thân Trẫm biết rõ, lúc ở Giang Nam, Trẫm dùng thân phận hoàng công tử làm quen Tiểu Uyển. Làm sao có chuyện Tiểu Uyển có ý mê hoặc hoàng đế Mãn Thanh như vừa mới nói? Đây chính là bằng chứng. Hoàng thượng, Tống Khấu Khấu đã thừa nhận tội trạng rồi. Vậy có phải hoàng thượng cho rằng chuyện Khấu Khấu là người của Thiên Địa Hội vốn dĩ cũng không phải là sự thật luôn không? Trước tiên, Trẫm không tin Khấu Khấu là người của Thiên Địa Hội, càng không tin rằng Đức Phi là người của Thiên Địa Hội. Bây giờ Trẫm trả lời tất cả mọi vấn đề. Khanh lắng tai nghe cho rõ đi. Nếu Khấu Khấu đúng là người của Thiên Địa Hội, Trẫm cũng không quan tâm. Nếu như Đức Phi cũng là người Thiên Địa Hội, Trẫm cũng không quan tâm. Và Trẫm vẫn sẽ yêu thương nàng giống như trước đây vậy. Thái hậu nương nương, người nghe thấy lời của hoàng thượng giải thích cho hội nghị nghị chính rồi đó. Lần này hoàng thượng ép hội nghị nghị chính chúng thần lập tức thực thi quyền lực, trục phế Đức Phi. Thái hậu, hoàng thượng đã bị con yêu nữ này mê hoặc thật rồi. Hoàng thượng không còn nghĩ tới an nguy của Giang Sơn nhà Thanh chúng ta nữa. Lão thần khẩn cầu Thái hậu hãy khuyên nhủ hoàng thượng. Khó mà chấp nhận, xin hoàng thượng nghĩ lại. Hoàng thượng, lời nói của Ngao Bái người cũng đã nghe rồi. Kẻ trung thành như Ngao Bái cũng đã nói rõ lập trường. Chẳng lẽ hoàng thượng muốn nhìn thấy hội nghị nghị chính đồng lòng cùng nhau quyết định tuyên bố phế bỏ Đức Phi sao? Hoàng Ngạc Nương, hài nhi không muốn nhìn thấy cục diện này. Vậy hoàng thượng dự tính sẽ làm sao? Cách nhỉ? Cố thần, đi lấy đồ và Trẫm cần dùng. Tới đây ngay. Dạ. Nè, Cách nhỉ, Quỳnh đi đâu vậy? Khấu Khấu, Quỳnh sẽ lập tức biết ngay thôi. Cái gì vậy chứ? Hoàng thượng biết nếu anh Cách Nhĩ dẫn quân thị vệ tới đây bảo vệ Đức Phi nương nương, không cho hội nghị nghị chính chung thần phê phi. Anh đại nhân, Trẫm sai anh Cách Nhĩ đi lấy đồ món đồ gì, lát nữa khanh sẽ biết ngay thôi. Hoàng thượng, chắc người sẽ không dùng vũ lực với hội nghị nghị chính chung thần chứ? Thái hậu nương nương vẫn còn đó. Không chỉ có Thái hậu nương nương ngồi đó, một phần thân binh của Ngao Bái đại nhân vẫn đang trấn giữ ở trong cùng cấm đó. Giản Thân Dương, chẳng lẽ khanh muốn nhìn thấy đội cận vệ của hoàng thượng khai chiến với thân binh của Ngao Bái hay sao? Thần không dám. Thần chỉ muốn nhắc nhở hoàng thượng
không được dùng vũ lực với hội nghị nghị chính. Nếu hoàng thượng vì một người đàn bà dùng vũ lực với hội nghị nghị chính thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hoàng thượng, chư vị ái thần xin hãy bình thân. Tạ hòa thượng. Chư vị ái khanh, tin chắc các khanh cũng nhận ra kỳ ấn tứ hoàng kỳ này, hai ấn là của chính hoàng kỳ, hai ấn là của tương hoàng kỳ. Kỳ ấn hai phương này hoàng ngạc nương vừa mới đưa rẫm cũng cách đây không bao lâu. Lúc hoàng ngạc nương giao ấn lại cho rẫm, còn đặc biệt bắt trẫm bảo đảm không được dùng kỳ ấn này đối phó với người của mình. Thực ra không cần tới hoàng ngạc nương dặn dò, trẫm cũng không bao giờ dùng nó đối phó người trong nhà. Hôm nay trẫm không chỉ mang hai kỳ ấn hoàng ngạc nương giao cho trẫm tới đây, và còn cả hai kỳ ấn mà trước đây do chính trẫm đây quản lý cũng mang cả tới đây. Hoàng thượng, người làm như vậy nghĩa là sao? Hội nghị nghị chính chỉ muốn giúp nhà Thanh trừ khử hiểm họa thôi, tuyệt đối không hề có ý muốn bắt hoàng thượng phải giao trả lại kỳ ấn. Hoàng ngạc nương, các vị công thần, trẫm tuyệt đối không bao giờ rước phế Đức Phi. Nếu các khanh vẫn còn nhất định gán ghép cho Đức Phi của trẫm một tội danh vô căn cứ, vậy trẫm nói cho các khanh biết, các khanh sẽ không làm được. Bây giờ thì trẫm sẽ đưa Đức Phi cùng rời khỏi hoàng cung. Quyết định làm vậy tuyệt đối không phải làm theo cảm tính, càng không phải có ý muốn hăm dọa ai, mà là sau khi trẫm đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Muốn giải quyết êm xuôi chuyện của Đức Phi chỉ có biện pháp này mà thôi, nên trẫm sẽ cho các khanh toại nguyện. Hôm nay trẫm đem 4 kỳ ấn hoàng kỳ trao trả lại cho triều đình ta, và còn ngọc ấn của trẫm trong ngự thư phòng cũng sẽ được trả lại triều đình. Giang sơn nhà Thanh có hoàng ngạc nương và các vị trung thần đây, ải từng dắt là phúc lâm ta, yên tâm rồi. Hoàng thượng,
Nước không thể không có vua. Hoàng thượng. Hoàng thượng, người không được làm như vậy. Sao tự nhiên chuyện phế Đức Phi lại ra nông nổi như vậy? Thần thật sự không thể nào chấp nhận được mà. Hoàng thượng, thần cũng không thể nào chấp nhận. Thần khẩn xin Hoàng thượng hãy thu hồi ngay ý nghĩ đáng sợ này. Xin hãy cùng bàn luận lại. Ngao đại nhân, Tác đại nhân, đừng nên đau lòng. Nếu như đây là quyết định của Hoàng thượng sau khi suy nghĩ kỹ càng, chúng ta không thể ngăn cản người được đâu. Giờ hội nghị nghị chính chúng ta đúng ra phải cùng nhau bàn tính với Thái hậu nương nương. Chờ sau khi Hoàng thượng thoái vị rồi, phò trợ ấu quân. Đứng dậy đi. Tạ Thái hậu nương nương. Ngao đại nhân, khanh đừng quá đau lòng. Giản thân Dương, ngươi cũng tỏ ra vui mừng quá sớm rồi đó. Hoàng thượng chỉ mới 23 tuổi thôi, làm sao mà thoái vị được. Cho ngươi biết, Ai Gia đối với hành vi ngày hôm nay của Hoàng thượng rất là hài lòng. Đặc biệt là Hoàng thượng vì muốn tránh né một sự xung đột không thể nào hòa giải mà quyết định giao trả lại kỳ ấn đang nắm giữ. Giờ thì Ai Gia tin tưởng Hoàng thượng sẽ làm tốt vai trò hoàng đế nhà Thanh. Hoàng Nhạc Nương, hài nhi biết là mình quá vô dụng, nhưng không còn cách nào khác, hài nhi nhất định phải làm như vậy. Hài nhi biết mình bất hiếu, hài nhi khiến cho Hoàng Ngạc Nương thất vọng. Không, Phúc Lâm còn không làm cho Ngạc Nương thất vọng. Ngạc Nương không phải đang mỉa mai con, mà đang nói lời thật lòng. Hoàng thượng đã trưởng thành rồi, Hoàng thượng đã trở thành một đấng minh quân. Đây là phúc của nhà Thanh ta, làm sao có thể thoái vị được chứ. Hoàng Nhạc Nương, những lời người nói là thật sao? Điều này hài nhi thực sự không hiểu. Lời nói của Thái hậu nương nương không chỉ Hoàng thượng không hiểu, mà Di thần cũng không hiểu chút nào. Thực ra Thái hậu đang suy nghĩ thế nào, xin Thái hậu nói rõ. Thái hậu nương nương, bây giờ người không còn muốn phế bỏ Đức Phi nữa sao? Chẳng lẽ Thái hậu muốn bỏ mặt không mang tới Giang Sơn Đại Thanh, tiếp tục để cho một hán nữ làm phi, tiếp tục vì một cô gái người Hán mà nhường nhịn Hoàng thượng, không cần tới Giang Sơn nữa? Giản thân Dương, ngươi hỏi hay lắm. Bây giờ ý chỉ của ta chính là không được phế Đức Phi, không nên phế. Hoàng thượng vừa cần Đổng Tiểu Uyển, vừa cần Giang Sơn nhà Thanh. Đổng Tiểu Uyển là một người tốt hiếm thấy trên đời, nàng ấy xứng đáng được Hoàng thượng yêu thương. Anh thống lĩnh, huynh đệ, ta biết các ngươi do tổng quản ngươi làm quản lý, nhưng biết đâu không bao lâu sau nữa ngươi sẽ do ta quản đó, hiểu rõ chưa? Hả?
Anh thống lĩnh sắp thăng chức hả? Thì trước chúc mừng anh thống lĩnh. Lùi xuống đi. Dạ. Khấu khấu, muội không sao rồi. Bây giờ Thái hậu đứng về phía hoàng thượng. Lúc nãy Thái hậu nương nương nói sau này Thái hậu sẽ không nhắc tới chuyện phế bỏ Đức Phi nữa. Huynh không nghe lầm chứ? Sao? Sao có chuyện như vậy được? Đi. Thái hậu nương nương, sự việc lần này làm cho thần không tài nào hiểu nổi. Sao đối với chuyện của Đức Phi, Thái hậu nương nương lại có sự thay đổi bất ngờ lớn tới như vậy? Trong chuyện này có nguyên nhân gì hay thâm ý gì không? Thần xin Thái hậu hãy nói rõ cho hội nghị nghị chính biết. Trịnh Dương gia, chúng ta bắt đầu nói lại nguyên nhân của sự việc lần này đi. Đúng ra chuyện Đức Phi ở trong cung đã bình yên không còn sóng gió, và chỉ tới khi Ai Gia tiêu diệt hết bọn phản tặc của Thiên Địa Hội mới lộ ra chuyện Khấu Khấu là muội muội của đường chủ Thiên Địa Hội, mới làm cách gì đặt ra nghi ngờ Tống Khấu Khấu có phải là người của Thiên Địa Hội hay không. Nếu là phải, chắc chắn Đức Phi có liên quan đến phản tặc. Nhưng nếu như không phải, chẳng khác nào du quan Khấu Khấu và cũng du quan Đức Phi. Ai Gia nói như vậy có đúng không? Lúc nãy giảng thân Dương nói Khấu Khấu đã nhìn nhận với ngươi cô ta là người của Thiên Địa Hội, đó là tự Khấu Khấu nói hay là dùng thủ đoạn để ép cung? Người xâm nhập Thiên Địa Hội, đại nội tổng quản Lưu Quang Tài sẽ biết rõ nhất. Vậy thì hãy để cho Lưu Quang Tài trả lời vấn đề này. Nhưng mà Ai Gia phải nói rõ một điều, Lưu Quang Tài là trọng thần quan trọng của triều Thanh ta, cho nên lời nói của ông ta vô cùng đáng tin. Nếu có người nào tỏ ý nghi ngờ Lưu Quang Tài, tức là nghi ngờ Ai Gia. Lưu Quang Tài. Có nô tài. Ngươi hãy nói với hội nghị nghị chính, Tống Khấu Khấu có phải là người của Thiên Địa Hội hay không? Tống Khấu Khấu có biết được chuyện ca ca của mình là đường chủ của Thiên Địa Hội hay không? Dạ. Lưu Quang Tài, vậy ngươi định nói như thế nào? Thái hậu nương nương căn dặn phải diệt trừ hậu quả, kêu nô tài tạo chứng cứ giả, nói sai sự thật. Không, Ai Gia muốn ngươi nói sự thật, nói hoàn toàn sự thật thôi. Chứng cứ mà ngươi nói ra liên quan đến hoàng thượng và ái phi hoàng thượng yêu thương nhất, sao ngươi có thể nói dối được? Không phải Thái hậu nương nương đã dặn dò dặn dò nô tài? Ai Gia chỉ nói đùa với ngươi một chút thôi. Nghị chính đại thần sẽ hỏi những câu nào, Ai Gia nên trả lời như thế nào, ta cũng đã quyết định hết rồi. Ai Gia cũng phải cho họ bước xuống đài trong thể diện mới được. Các vị nghị chính, các vương gia đại thần, nô tài lấy tính mạng và sự trung thành với nhà Thanh xin thề rằng từng câu chữ nô tài sắp nói ra đều tuyệt đối đáng tin tưởng. Đức Phi nương nương và Khấu Khấu nô tỳ của người, đối với chuyện Tống Thuyền là đường chủ Thiên Địa Hội, hoàn toàn không hay biết. Đức Phi nương nương và Thiên Địa Hội càng không có liên quan gì. Xin bẩm các vị vương gia đại nhân, nô tài hiểu được vì sao Thái hậu đã nói như vậy. Vạn Tuế gia, người thật sự là đấng minh quân. Vạn Tuế gia nắm giữ kỳ ấn nhưng không làm càn. Người tin tưởng Đức Phi và nô tỳ Khấu Khấu vô tội, khi không thuyết phục được các vị, để tránh triều đình xảy ra nội loạn, Vạn Tuế gia tình nguyện trao lại kỳ ấn và thoái vị để dẹp yên dung tố lần này, quá giải vấn đề
không thể nào giải quyết được. Đúng là tấm lòng bao dung, khí chất hơn người. Được rồi, chuyện tới nước này mọi người đã quá hiểu rồi mà. Thần khẩn xin hoàng thượng thu lại kỳ ấn. Từ nay, người đừng bao giờ nhắc tới chuyện thoái gì nữa. Hoàng thượng, thần tán thành. Thần tán thành. Thần tán thành. Trong 8 vị nghị chính đại thần, có 4 vị không đồng ý cho hoàng thượng trả ấn thoái vị. Nhưng còn lại 4 vị, bao gồm cả người đứng đầu nghị chính chưa nói lời nào. Có lẽ họ không tin tưởng lời nói của Lưu Quang Tài, hoặc là có ý gì khác. Thái hậu nương nương, di thần không phải không tin lời nói của Lưu Công Công, mà là cảm thấy tự nhiên lại có chuyện biến quá lớn. Có vài sự việc vẫn chưa được rõ cho lắm. Đúng vậy, có vài việc đích thực là chưa nói rõ ràng. Giản thân Dương và Tác đại nhân, Ai gia muốn trịnh trọng hỏi Hai Khanh. Hai Khanh thẩm án kiểu gì vậy? Hai Khanh phải khai báo thành thật với hoàng thượng và Ai gia, và cũng phải nói rõ với hội nghị nghị chính.
hy sinh lớn tới như vậy. Chết! Thái hậu nương nương đã nói ra chuyện này rồi. Sao vậy? Muội biết chuyện này hay sao? Hoàng thượng, sau khi Đổng Tiểu Uyển vào trong cung, Ai Gia và hội nghị nghị chính lo sợ nhất chính là Đức Phi có long chủng. Để tránh sự việc đáng tiếc này xảy ra, Ai Gia lệnh cho Kim Thái Y phải cho Hoàng thượng và Đức Phi dùng loại thuốc tránh thai. Ai Gia làm như vậy cũng là vì Giang Sơn Ngà Thanh. Nhưng mà Đức Phi đã có thai ngoài ý muốn, và đứa bé này lại là một A Ca. Phụ nữ trong hậu cung, nếu ai có được long chủng, người đó sẽ vững vàng ra sao? Ta nghĩ các vị đại nhân đều biết rất rõ điều này. Điều khiến Ai Gia thật sự cảm động nhất là Đức Phi đã âm thầm lén lút bỏ đứa con đi, thậm chí cũng không nói cho Ai Gia biết chuyện này. Đức Phi cũng không nghĩ tới chuyện dùng sự hy sinh to lớn của mình để trao đổi điều kiện với Ai Gia. Ai Gia đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đã hiểu tình yêu của Đức Phi đối với Hoàng thượng sâu sắc biết nhường nào, vô tư biết nhường nào. Vì vậy Ai Gia mới quyết định trao trả kỳ ấn cho Hoàng thượng. Bởi vì người phụ nữ này sẽ không bao giờ làm hại triều đình, nàng ta xứng đáng được Hoàng thượng yêu thương. Ai Gia thường nói nhà Thanh khai quốc phải có bao dung. Nếu chúng ta không có một chút lòng bao dung nào, chúng ta không thể nào thống trị được đất nước Trung Nguyên rộng lớn gấp mấy mươi lần đất nước của chúng ta. Lúc Ai Gia trao lại kỳ ấn cho Hoàng thượng, điều lo lắng nhất chính là khi Hoàng thượng nắm lấy trọng binh thì sẽ dùng vũ lực bảo vệ Đức Phi, sẽ dùng vũ lực để đối phó với hội nghị nghị chính, rồi không biết từ lúc nào trở thành một người không chịu lắng nghe, một bạo quân tàn bạo ích kỷ.